hàng lại tiếp tục về cho các bác đây. Hôm nay em sẽ quay clip này để giới thiệu đến quý vị một đôi loa, dòng loa full chuyên loa sân khấu sự kiện hội trường, và hai chiếc súp Harman Kardon. Thì trước khi đi vào thì em sẽ giới thiệu cho quý vị trước với đôi loa này. Đôi loa này thì báo cáo quý vị là cách đây khoảng 3-5 ngày em có một đôi bên này giống hệt đây. Nhưng đôi này thì em đăng lên thì các bác đã thi nhau chọn đôi này về Hải Phòng. Thì em đã tống hàng chuyển cho khách rồi. Hình thức nó giống hệt nhau. Nhưng mà có một bác hôm trước, mấy bác ở trong kênh hỏi muốn lấy, nhưng mà em bán là có một đôi thôi. Em bảo sẽ có hàng về thì hôm nay em muốn về là tại sao? Em bảo là cứ có hàng về em quay trực tiếp. Em bán hàng online nên bắt buộc em phải quay trực tiếp rõ ràng cho các bác. Có nghĩa là bác chốt đôi này em dùng cái đôi đấy. Mặc dù là bác đặt đôi kia em bảo em có đôi nữa, nhưng mà em không dám nhận mù mờ. Vì sao? Bán hàng online là phải quay trực tiếp cho các bác thì nó mới rõ ràng được. Hay hôm nay em quay vẫn giá như cũ ạ, vẫn giá 13,8 triệu. Em quay chi tiết thì họng còi khủng lắm. Đôi này 13,8 triệu này. Con Harman Kardon này hai màu đen, con màu trắng này có mức giá là 5,6 triệu. Con màu đen này có mức giá là 5,9 triệu. 5,9 triệu để em giới thiệu qua tất cả bát để u gầm hết, em giới thiệu chi tiết sau. Thì để đi vào với lại đôi loa này, thì đôi loa này đã có màu cà phê, có màu cà phê còn rất là đẹp, được thiết kế đẹp chắc chắn cực kỳ khủng luôn. Phía trước được thiết kế với lại một bát 40, một bát 40 màng giấy gân vải tầm dầu. Trước đây là con kèn, họng kèn. Ngoài ra thì nó được thiết kế những cái tai giữ này. Đó. Các bác nhìn cái tấm này, tấm e căng của nó, các bác biết rồi. Đấy. Đây con kèn đấy, con kèn đây, các bác nhìn con kèn được thiết kế từ đây về đây. Nó quá khủng luôn. Chiều sâu con kèn này 40 luôn. 40 hơn 40. Chiều ngang 30. Con kèn này. Đấy. Củ kèn. Củ nó quá to ạ. Quá to, quá khủng. Đấy. Đây. Con củ tép kèn nó còn như thế này nên thì báo cáo các bác là cái con củ bát của nó to lắm. Còn trước em có quay củ bát cho các bác rồi. Con củ kèn của nó đây. RCF Made in Italia. Dòng loa châu Âu, đến từ châu Âu. Có nhìn thấy chưa? Đây. RCS 25 mã. Đấy, mọi nhìn chưa? Con này đánh hai cầu này, 1+1 và 2+2 luôn này. Độ nhạy max 140 dB. Đấy. Quá khủng. Đôi này xem nào, chiều sâu 1 này, 2, 3. Đôi này chiều sâu của nó tầm khoảng độ 65 cm, chiều sâu 65. Chiều ngang chắc chắn là trên 40 rồi, bát 40 thì chắc chắn chiều này nó tầm 45 rồi, chiều ngang 45. Và chiều cao thế nào? 1, 2, 1, 2, 3, bộ chiều cao 80 đấy. Và hai bên nó thiết kế hai cái dây này, hai thanh dây nhé. Hai thanh dây cả trên và cả dưới. Để họ, đây, cái hai thanh dây, treo. Con loa này cực kỳ nặng. Báo các bác là một mình không thể bê được đâu, một mình không thể bê được một chiếc đâu, không bê được. Người khỏe gồng lên thì vác được một chiếc. Đôi này mức giá 13,8 triệu, phải nói là quá rẻ. Các bác mua củ loa không nhé. Bây giờ ví dụ bác nào mà có đôi loa nó bị cháy củ loa đi làm sự kiện sân khấu mà cháy củ loa, các bác mua nguyên củ xịn thì không, nó phải tiền chục rồi. Hơn tiền chục chưa nói chuyện là đem bán cả đôi loa 13,8 triệu. Đấy, được chưa? Sang đến đây, đó là hai chiếc súp Harman Kardon. Dòng súp này là bát, dòng súp bát 25, đánh cho những căn phòng tầm 40m² trở lại, 40m² trở lại. Đấy. Đây là súp Harman Kardon này. Hai con này, đây là con Harman Kardon TS7230. TS7 có mức giá là 5,6 triệu. Con này chạy được điện 220 đến 240V. 220, 240V, 200W. Đấy, con bên này là súp TS11. Con này cũng chạy được điện từ 220V, 230V, súp 300W.
Cái đặc biệt của con này các bác chú ý hộ em là giờ con này nó có cái đường về các bác cắm thẳng nhé, thẳng đường từ âm ly vào cổng này nghe rất hay. Ngoài ra thì các bác có thể cắm trực tiếp điện thoại, máy tính hoặc tivi xuống đây cũng được. Vào đây nó có cổng súp live của hết đây. Con này rất là nhiều chức năng, rất là hay. Ngoài ra thì đây trên này nó có chức năng auto hoặc on off cho nút nguồn, các nhớ nhé, on off cho nút nguồn đấy, on off cho nút nguồn. Cái chế độ auto này hoặc là một số chế độ on off nút nguồn đấy, các bác nhớ là đây này, đây con này này và con bên này này, vậy này, đây này, power on off này, các nhìn chưa, con này nó có cái tính năng là nó có thể ngắt, con này nó như kiểu là nó có thể ngắt, tự động ngắt điện khi không có tín hiệu cấp vào này. Khi không có tín hiệu cấp vào nó là nó sẽ tự động ngắt điện, bởi vì là đa số là mình hát các bộ dàn nghe nhạc hoặc bộ nghe nhạc hàng ngày, mình đa số mình nghe xong hoặc hát xong mình đa số là quên không tắt súp. Nhưng con này khi mình bật chế độ auto là nó đợi khoảng độ theo như này là nó đợi khoảng độ 10-15 phút hoặc là 20 phút hoặc 5 phút gì đấy, nó sẽ không có tín hiệu vào, nó sẽ tự tắt nguồn giúp mình. Đấy, thấy chưa? Hai con này mặt đen bóng, tất cả bát đều úp gầm nhá, riêng súp bát úp gầm thì không đâu, màng giấy gân cao su gân cổ luôn em ơi. Úp lật lại cái để cho các bác nhìn cả, úp lật lại đấy, đấy được chưa, đấy úp gầm có nghĩa là cái xung quanh đây là cái lưới a căng để nó bát, nó chất bát nó tản đều chưa. Đây trên trước này có chữ Harman Kardon trên cùng này, Harman Kardon đèn báo nốt vào cái lên đào được chưa, lỗ thông hơi thì nằm theo ấy. Con này cũng vậy, con này màu đen này, đây là băng dính nhé, bác băng dính. Một con mức giá là một con 5,6 triệu, một con 5,9 triệu. Con trắng này, con này gọi là màu ghi xám 5,6 triệu, con màu đen này 5,9 triệu ạ. Cảm ơn các bác.